Nếu bắt gặp loài rắn này trong tự nhiên, bạn đừng bỏ chạy, hãy cố gắng tận hưởng cảnh tượng đó. Đây là rắn indigo, loài rắn bản địa lớn nhất ở Bắc Mỹ. Chúng sống ở Georgia và đang gặp một chút rắc rối, nhưng chúng tôi sẽ kể cho các bạn về điều đó sau. Trước tiên, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một loài chim nhỏ mạnh mẽ. Phelan spivey ở đây để cứu một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là loài vật khó nắm bắt và di chuyển rất nhanh. Chúng sống trong rừng và trong một cái tổ đặc biệt, có thể mất nhiều năm để xây dựng. Chim gõ kiến mỏ gà là loài cực kỳ hiếm gặp. Spivey dành nhiều ngày để tìm tổ của chúng, và nếu không tìm được đủ, anh ta sẽ phải tự khoan một cái. Spivey sử dụng máy cơ điện để đục một lỗ đủ lớn cho chiếc hộp này. Nó được thiết kế giống như một cái tổ thông thường. Nhưng ngay cả khi đã sử dụng cưa, việc tạo ra kích thước vừa khít vẫn là việc rất khó. Sự vô vọng tăng dần cùng với vụn cưa bay ra từ mũi khoan, cuối cùng cũng khoan được lỗ vừa đúng kích cỡ cho loài chim quý. Anh ấn hộp vào vị trí và lấp đầy phần giống bên trong bằng bột gỗ. Tuy nhiên, anh ấy sẽ phải suy nghĩ như một con chim gõ kiến. Anh cắt vỏ cây như cách con chim sẽ làm và sơn màu gỗ cùng những dọc trắng để trông nó giống như nhựa cây chảy nhỏ giọt. Khi hoàn thành, nó trông giống như một tấm lá chắn của kỵ sĩ. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng chim khi lái xe lên phía trên. Vì thế tôi đảm bảo với bạn trong vài ngày tới, con chim sẽ ở trong cái tổ đó và nhìn xung quanh quan sát. Giờ nó có thể đi tìm bạn tình và ổn định cuộc sống. Năm ngoái chỉ có một con chim đực duy nhất ở đây. Theo như tôi biết thì hiện tại tình hình vẫn vậy. Chỉ có một cái tổ duy nhất còn hoạt động ở ngay đây. Vì vậy có lẽ cái tổ này, một cái tổ hoàn toàn mới, sẽ là những gì con chim muốn. Spivey có thể trông giống như người đốn gỗ đầy kinh nghiệm, nhưng anh có một điểm yếu, chính là những con chim nhỏ bé này. Anh theo dõi tất cả các tổ và chim non bên trong. Tiếng chim gõ kiến đục cây vang vọng xuyên qua khu rừng. Spivey như một bác sĩ sản khoa của loài chim. Anh đi kiểm tra những con chim non đang nằm ẩn sâu trong thân cây. Chúng tôi gặp nhau ở khu quản lý động vật hoang dã Silver Lake gần Bainbridge. Spivey mời chúng tôi đi cùng khi anh ấy đeo vòng cho những con chim non. Xe tải của Spivey trông như một phòng thí nghiệm tạm thời, nơi anh ấy chuẩn bị để đưa chim non từ trên tổ xuống. Anh dùng dụng cụ này kéo những con chim non ra. Buộc xung quanh chúng, cái dây sẽ đi vòng quanh cơ thể con chim và bạn có thể kéo chúng ra. Spivey liên tục ghi chép bởi số lượng hiện tại có thể biến mất một cách nhanh chóng. Đã có lúc tôi có một đàn chim đủ lớn, sẵn sàng được đeo vòng. Nhưng ngày thứ sáu khi tôi tới chỗ tổ chim, có sóc bay ở đó và chúng đã ăn thịt hoặc đuổi hết chim non ra ngoài. Đó chắc chắn là đối thủ lớn nhất của chúng tôi, loài sóc bay. Sau khi xác định những con chim non đã đủ lớn, Spivey bắt đầu thao tác. Anh đã truyền cảm hứng khiến chúng tôi có sự tôn trọng mới cho cuộc sống của các nhà sinh vật học. Spivey làm việc một mình với chiếc thang do anh tự chế tạo. Khi trèo được lên ngọn cây, anh lần lượt đưa từng con chim non ra. Nếu bạn đã từng thắc mắc những chiếc túi Crown Royal màu xanh kia để làm gì, thì giờ bạn đã biết rồi đó. Khi xong xuôi, Spivey giữ cái túi màu xanh chứa đầy chim non gần phía ngực của mình và leo xuống. Bạn sắp được chứng kiến tận mắt một cuộc nghiên cứu mà không nhiều người có cơ hội chiêm ngưỡng. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và đôi cánh trần trụi đập nhẹ, những con chim bé nhỏ này chính là hình ảnh minh họa cho từ bất lực. Spivey thao tác nhanh chóng, từng con chim non được đeo một chiếc vòng riêng. Chiếc vòng này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi quá trình trưởng thành của nó. Cuối cùng, chúng sẽ trở thành những con chim non nhiều màu sắc. Chúng không bị đau chút nào khi anh đeo vòng ư? Không, vòng chỉ kẹp ở quanh chân. Trong hàng nghìn con chim gõ kiến non được đeo vòng.
tỷ lệ tử vong vô cùng thấp. Vì thế, việc đeo vòng dường như không ảnh hưởng đến khả năng phát triển hay kiếm ăn khi bầy chim non lớn lên. Dù sao thì chân của chúng cũng đã phát triển tới gần kích thước khi trưởng thành. Chúng tôi cũng chọn kích cỡ của những vòng rất cẩn thận để đảm bảo còn đủ chỗ cho chân của chim non phát triển. Có hàng nghìn con chim đã trưởng thành cùng chiếc vòng và vẫn đang phát triển rất tốt. Mỗi con chim có một sự kết hợp màu sắc khác nhau và Spivey ghi chép lại cẩn thận, sau đó chia sẻ với những nhà sinh học khác. Phil, anh đang làm gì ở đó? Đây là một phần của các nghiên cứu di truyền tại Đại học Georgia. Họ có một sinh viên học chương trình thạc sĩ đang nghiên cứu về di truyền của loài chim gõ kiến mỏ gà. Chúng tôi đã và đang di chuyển những con chim non này đến các quần thể khác nhau, cùng với việc bắt đầu những quần thể mới trong khoảng 10 năm nay. Một trong những câu hỏi được đặt ra là việc kết hợp tất cả những con chim đến từ nhiều quần thể khác nhau này có đúng hay không? Chủ đề nghiên cứu này mới bắt đầu trong năm nay. Khi những con chim non được trả lại tổ, một con chim trưởng thành nhanh chóng bay về cùng với thức ăn và chúng tôi đi tiếp với tổ thứ hai. Lần này chúng tôi gắn một máy quay nhỏ vào mũ bảo hiểm của Spivey. Giờ, từ trên cao, bạn có thể thấy công việc này thực sự khó khăn như thế nào. Spivey đang ở trên thang, giữa khu rừng, cố gắng đưa những cơ thể nhỏ bé của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ra ngoài. Việc này sẽ mất nhiều thời gian. Đây là một công việc đòi hỏi phải khéo léo và anh có đủ sự kiên nhẫn và sự nhẹ nhàng. Bạn đang cố móc vào phần nào của con chim thế? Chúng tôi cố gắng đưa nó vòng quanh toàn bộ cơ thể con chim. Tất nhiên bạn không thể nhìn thấy, nhưng bạn chỉ cần làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Vấn đề là những con chim này đã đủ lớn để mở mắt và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Nửa tiếng sau, chúng tôi có thêm nhiều con chim non nữa. Anh ấy mang chúng xuống và bắt đầu đeo vòng vào những chiếc chân nhỏ bé. Những con chim non này chỉ từ 9 đến 10 ngày tuổi và không vui vẻ chút nào khi bị đưa ra khỏi tổ. Nhưng những chiếc vòng này cùng các xét nghiệm ADN sẽ cho biết chúng đang đi lang thang bao xa và khi nào, hoặc liệu chúng đã tìm thấy bạn tình hay chưa. Phải cẩn thận để ghi chép lại từng thứ. Ồ vâng, hoàn toàn đúng. Chúng tôi biết rằng không có loài chim nào được đeo vòng với những sự kết hợp màu sắc bên trong như thế kia. Chắc chắn ít nhất là không có ở khu vực này. Tất cả đây đều là những thông tin quan trọng và cần thiết cho sự sống còn của loài chim này. Chúng rất mong manh và có nhiều thứ chống lại chúng. Được rồi, chúng đã sẵn sàng để quay lại tổ. Chúng sẽ không có cuộc sống dễ dàng, một phần vì phụ thuộc vào môi trường sống chuyên biệt như vậy. Đây là loài chim gõ kiến Bắc Mỹ duy nhất đục tổ ở một thân cây còn sống và không phải một cái cây bất kỳ mà thường tập trung vào những cây thông lá dài trưởng thành. Vì sao môi trường sống này lại quan trọng đến thế? Những con chim gõ kiến không thể sống ở nơi nào khác được ư? Chim gõ kiến mỏ gà là loài có môi trường sống chuyên biệt. Thế nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là chúng có một môi trường sống rất đặc biệt, bắt buộc phải có môi trường đó để bắt đầu và duy trì quần thể. Với những con chim gõ kiến mỏ gà già hơn, tốt nhất là ở các thân cây thông lá dài. Chúng cũng có thể sinh sống ở các khu rừng thông lùn, lá ngắn, nhưng tất cả đều phải có cấu trúc rừng chung như thế này, nơi có các loại cây thân thảo và cỏ mọc um tùm. Tôi nhận ra rằng xung quanh chúng ta không hề có gỗ cứng. Rất ít cây gỗ cứng. Có một tán thông đã rất già. Đa phần những cây này đã 80, 90 hay 100 tuổi. Những con gõ kiến mỏ gà thường không sử dụng đến thân cây thông cho đến khi gỗ đạt đến độ tuổi này, từ 90 đến 100 tuổi, đủ để đục các hốc cây làm tổ. Loài thông lá dài đã từng là hình ảnh chủ đạo ở cảnh quan phía đông nam bang Georgia. Ngày nay, diện tích rừng thông lá dài chỉ còn dưới 12.000 km2. Khi môi trường sống bị thu hẹp, số lượng chim gõ kiến, mỏ gà cũng giảm theo. Đến năm 1970, chúng được xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng trông giống chim gõ kiến lông hay gõ kiến downy, nhưng hãy đặt cạnh nhau.
cả gõ kiến lông đen và gõ kiến downy đều có các vảy sọc ở trên cánh nhưng không phải kéo dài ra tận lưng. Và mặt chúng cũng có sọc đen. Bây giờ, hãy nhìn những con gõ kiến mỏ gà. Chúng có các sọc trải dài khắp toàn bộ lưng và một mảng trắng lớn ở bên mặt. Tôi nghĩ rằng có một con gõ kiến mỏ gà đã tới máng cho chim ăn ở nhà tôi. Chúng tôi nhận được vài cuộc gọi mỗi tuần. Họ hỏi về chim gõ kiến mỏ gà. Họ nói rằng đang có loài chim này ở vườn sau nhà họ. Chúng tôi chắc chắn không bao giờ nói không thể, nhưng điều đó rất khó xảy ra, trừ khi vườn sau nhà họ trông như một khu rừng thế này. Khó có khả năng những con gõ kiến mỏ gà bay đến sân nhà bạn. Chúng thực sự kén chọn đến vậy sao? Chúng kén chọn như vậy. Một trong những lý do khiến chúng kén chọn như vậy là bởi những thân cây này phải đủ lớn để làm tổ và những cây già hơn thường bị nấm ở bên trong, khiến việc đục lỗ dễ dàng hơn. Bên trong những cái hốc này có thể rất rộng, chúng dành nhiều năm để đục quét một cái hốc. Chúng mất rất nhiều thời gian để xây dựng một cái tổ. Vì thế, những con chim đực non sẽ thừa hưởng lại cái tổ của bố mẹ sau khi chim bố mẹ mất đi. Quả hạch cùng sự trợ giúp của những nhà sinh vật học như Phil Spivey là một chút hy vọng để chúng có thể sống sót. Các nhà sinh vật học đã mất rất nhiều thời gian để số lượng chim gõ kiến mỏ gà tăng dần lên. Thật khó để phục hồi một loài động vật đang suy giảm dần về số lượng. Tuy nhiên, ở phía đông nam Georgia, bằng chứng cho thấy việc này hoàn toàn có thể. Loài cá sấu ở đây là một ví dụ điển hình. Các nhà khoa học cho biết loài này đã hơn 150 triệu năm tuổi. Thật vậy, cá sấu Mỹ trông như thể nó thuộc về công viên Kijura. Mặc dù vậy, biểu tượng của văn hóa miền Nam nước Mỹ này gần như đã bị săn bắn tới mức tuyệt chủng. Đến năm 1967, số lượng cá sấu đã giảm xuống rất thấp, khiến nó được liệt kê vào danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng từ khi được bảo vệ, cá sấu đã có một sự phục hồi đáng kinh ngạc. Chỉ 20 năm sau, vào năm 1987, nhờ sự phục hồi tốt, chúng đã được loại khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều tin tốt vẫn diễn ra ở phía nam Georgia. Ẩn giấu trong vẻ đẹp của công viên bang Reddingham có những sinh vật rất đặc biệt mà nhiều người lo sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Công viên này giờ là nhà của ít nhất 3 cặp đại bàng đầu trắng. Và các nhân viên kiểm lâm ở đây rất tự hào khi khoe về chúng. Nhìn kìa, nhìn lên kìa đi các bạn. Có một con đại bàng đang bay trên kia. Mọi người có lý do cho sự phấn khích này. Đại bàng đầu trắng đã ở trên bờ vực tuyệt chủng vào những năm 1950. Đến năm 1963, chỉ còn 417 cặp đại bàng đầu trắng trên khắp thế giới. Lý do vì sao vậy? Một thời gian ngắn sau chiến tranh thế giới thứ hai, thuốc trừ sâu DDT được sử dụng rộng rãi, hóa chất trôi xuống nguồn nước, xâm nhập vào mô cá. Khi đại bàng ăn những con cá bị nhiễm độc, chúng bắt đầu gặp vấn đề với việc sinh sản. Và trứng của chúng trở nên quá mỏng đến nỗi dễ dàng bị nghiền nát bởi trọng lượng của chỉ một con chim. Giờ đây, khi đã phục hồi, đại bàng lại phải đối mặt với những vấn đề rõ ràng hơn. Tại Trung tâm Nghiên cứu Loài Chim Ăn Thịt tại Đại học Auburn, những con đại bàng bị tác động bởi nền văn minh giờ đang được chăm sóc để khỏe mạnh trở lại. Nhiều môi trường sống của chúng đã biến mất. Đại bàng đang phải học cách thích nghi với điều đó. Hầu hết đại bàng tới đây khi bị thương. Bạn biết đấy, những vết thương do súng. Chúng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều loài chim bị bắn, nhưng thông thường là do gãy cánh hoặc do gãy chân, do va chạm với các vật thể nhân tạo. Đại bàng đầu trắng vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhưng chúng đã đi được một chặng đường dài. Những loài vật khác không được may mắn như vậy. Ếch và sa rông nằm trong số những sinh vật lâu đời nhất trên hành tinh, tuy nhiên số lượng của chúng đang giảm tới mức báo động. Đây là loài ếch thủy tinh. Tại vườn thực vật Atlanta, chuyên gia lưỡng cư Robert Hill đang đóng góp một phần cho nỗ lực nghiên cứu trên toàn thế giới để tìm hiểu xem những gì đang xảy ra. Có từ 5.000 đến 6.000 loài lưỡng cư trên thế giới, và từ 1/3 đến 1/2 số đó đang có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng hoặc bị tuyệt chủng trong tương lai. Việc mất đi môi trường sống là tác nhân quan trọng, đặc biệt đối với loài ếch gopher ở Georgia. Nó đã mất khoảng 97% phạm vi sinh sống. Vấn đề này rất phức tạp trên quy mô toàn cầu bởi nguyên nhân đến từ nhiều phía, từ bệnh dịch đến nạn phá rừng và yếu tố khác cũng có thể khiến bạn ngạc nhiên.
Chúng ta có nhiều cách để làm sạch nguồn nước, tuy nhiên có một số thứ không thể làm sạch được. Các loại thuốc tránh thai hay các loại thuốc an thần của con người thẩm thấu xuống nguồn nước, ảnh hưởng đến những loài động vật này. Trong trường hợp của những con sa rông, thậm chí ngày càng nhiều con ếch đực mất đi khả năng sinh sản bởi uống phải lượng estrogen dư thừa và những chất hóa học tương tự. Đương nhiên, quần thể sinh sản của động vật sẽ dần bị phá hỏng. Rõ ràng, nếu những con vật này mất khả năng sinh sản, bạn hãy thử nghĩ xa hơn về mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất đối với nguồn nước. Cuối cùng, có lẽ loài người chúng ta cũng mất khả năng sinh sản như vậy. Việc hiểu lý do tại sao một loài đang suy giảm có thể giúp bảo vệ chính loài người chúng ta. Vẫn còn những lợi ích của tự nhiên mà chúng ta chưa khám phá được. Ví dụ, nọc rắn đang được nghiên cứu như một cách để chống lại vi khuẩn nhiễm trùng gây chết người. Nọc độc cũng được sử dụng để ngăn chặn các tế bào trong khối u ác tính phát triển. Hãy nhìn penicillin được làm từ một loại nấm tầm thường. Cây thủy tùng Thái Bình Dương đã từng bị coi là vô giá trị, đã mở đường cho việc tìm ra tasol, một loại thuốc trị ung thư hàng đầu. Còn loài động vật này thì sao? Rắn indigo. Nếu chúng biến mất khỏi Georgia, điều gì sẽ xảy ra? Chúng tôi đã tìm được câu trả lời tại khu bảo tồn Mopani nằm ở phía nam trung tâm của bang, giữa các thị trấn nhỏ của thành phố Jacksonville và thành phố Lumber. Các nhà nghiên cứu ở đây đang nỗ lực làm việc để cứu loài động vật bị đe dọa này. Nhà nghiên cứu động thực vật Doug Stevenson nói rắn indigo đơn giản là một loài động vật tuyệt vời. Anh có thể kể cho tôi về loài rắn này không? Màu sắc rất đẹp. Liệu đó có phải là nguồn gốc của cái tên indigo không? Indigo có nghĩa là màu tràm. Đúng vậy, chính xác. Tên thường gọi của rắn indigo là do màu đen tím lấp lánh, ánh kim của nó. Tại sao một loài quan trọng như vậy lại tới khu vực này của Georgia? Indigo là loài rắn đặc biệt. Nó có vẻ đẹp mang tính biểu tượng. Đây là loài rắn dài nhất ở Bắc Mỹ, kỷ lục là hơn 2,5 mét. Đây không phải một con rắn indigo trưởng thành. Nó sẽ còn to hơn rất nhiều. Nó thực sự nắm bắt được sự hoang dã của vùng miền Nam Georgia, nơi rắn indigo vẫn xuất hiện, thường là những môi trường sống rất hoang dã, rộng lớn và không bị tác động bởi con người. Undisturbed habitats. Những người không thích rắn càng có thêm lý do để yêu loài rắn indigo này, bởi vì thức ăn của chúng chính là loài rắn khác. Những con rắn này tìm kiếm và tiêu diệt loài rắn khác. Chúng là những kẻ săn mồi trên diện rộng. Chúng ăn hầu như tất cả động vật có xương sống tìm được, và chúng không nuốt cả con mồi bằng các cơ. Khi ăn, chúng đớp con mồi vào miệng và nhai ngấu nghiến để giết chết hoặc khiến nó bất động, sau đó mới nuốt. Vậy nó không nuốt trọn vẹn con mồi ư? Chắc chắn rồi. Chúng thường ăn rắn độc. Chúng ăn những con rắn đuôi chuông, lưng chám, miền đông và những con rắn hổ mang cá. Làm sao chúng làm được nhỉ? Chúng tìm thấy con mồi, nhanh chóng tiến tới, đè lên đầu, giết chết nó, sau đó nuốt phần đầu con mồi trước. Rắn indigo đã làm rất tốt. Trong hệ sinh thái của những môi trường sống này, chúng là sự khiếp sợ cho rắn viper và các loài rắn độc khác. Để cứu vãn loài rắn indigo, chúng ta còn cần bảo vệ vùng đất sinh sống của chúng. Khu bảo tồn rộng hàng nghìn hecta này là một phần của nỗ lực của các nhà nghiên cứu với dự án bảo tồn được gọi là dự án Orion. Nếu không còn môi trường sống phù hợp, sẽ không còn rắn indigo. Vì vậy, nếu khu vực này tiếp tục được phát triển theo hướng trồng rừng cổ thụ, những cây sồi này sẽ trở thành cây sồi đại thụ với các cây dại rủ xuống. Nó trông sẽ khá là nghệ thuật, cảnh quan vô cùng hoang dã. Nhưng sau đó, rùa đất bắt đầu di chuyển ra ngoài, và rắn indigo sẽ không còn ở đây nữa. Vì thế, việc khôi phục môi trường sống là điều rất quan trọng. Khi các nhà nghiên cứu đi tham quan vùng đất, sự khó khăn của dự án này ngày càng hiện lên rõ rệt. Trong khi rắn indigo sống ở khu vực rừng cát, chúng thực hiện hầu hết việc săn mồi ở những vùng đầm lầy bên sông Okmulgee. Vì vậy, tất cả khu vực này và đầm lầy đều được bảo tồn.
Vậy đây là điều kiện cần thiết cho loài rắn. Chúng cần sinh sống trong khu vực rộng bao nhiêu? Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi thích nghĩ về loài rắn indigo như loài hổ trong thế giới các loài rắn. Điều đó có nghĩa là loài săn mồi to lớn, nhanh nhẹn này có thể di chuyển trên địa bàn rộng lớn để tìm thức ăn. Nghiên cứu phát hiện ra rằng loài động vật này di chuyển tới 4.000 km vuông trong phạm vi khu vực của chúng mỗi năm. Điều này nghĩa là toàn bộ nơi chúng ta đang đứng còn nhỏ hơn diện tích một con rắn indigo có thể sử dụng trong một năm. Việc bảo tồn rắn indigo là thách thức rất lớn, bởi vì chúng là loài động vật to lớn, có phạm vi hoạt động khá rộng. Chúng phải băng qua đường, đối phó với tất cả những thứ con người đã tác động vào cảnh quan tự nhiên. Vì vậy, đây là một thách thức rất lớn dành cho chúng ta. Làm thế nào để bảo tồn được loài động vật săn mồi to lớn và di chuyển rộng khắp trong một khu vực với cảnh quan rời rạc như ở đây? Do sự rời rạc đó, hầu hết mọi người chưa từng nhìn thấy rắn indigo, trừ khi họ ở trong một chiếc xe tham quan chuyên dụng thuộc sở thú hoang dã Beholo ở Athens. Điều phối viên sở thú Buckley Bone cũng quan tâm đến tương lai của loài rắn indigo. Băng qua đường là một mối nguy hiểm lớn đối với rắn indigo. Môi trường sống thiếu liên kết do những con đường cắt ngang hoặc do những sân gôn xuất hiện, và loài rắn indigo đang mất đi không gian cần thiết để sinh sống. Chúng cần phạm vi sinh sống rộng lớn bởi loài rắn năng động này luôn di chuyển, luôn kiểm tra, quan sát mọi thứ xung quanh. Có khó khăn gì đối với chúng khi băng qua đường không? Chúng trông giống như những mảnh lốp xe bị vỡ bên đường, trừ khi bạn cố chủ động tìm kiếm các loài bò sát hoặc lưỡng cư đang băng qua đường, không thì bạn sẽ không thể nào nhìn thấy được chúng. Nhiều người đã vô tình cán ngang qua những sinh vật này. Một số người còn cố tình làm vậy. Xe cộ là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của loài. Ngoài ra, indigo đã từng được săn lùng cho việc buôn bán thú cưng. Ngày nay, chúng được liệt kê vào danh sách các loài động vật bị đe dọa và bạn phải có giấy phép mới được sở hữu một con. Tất cả những lý do này đều được các nhà nghiên cứu ở Mupani quan tâm khi họ chăm sóc từng con rắn như một phần nỗ lực để bảo tồn chúng trong tự nhiên. Họ cũng quan tâm đến loài vật này, loài rùa đất. Đây là một loài bò sát địa phương. Rắn indigo phụ thuộc vào hang do rùa đất đào, và những hang này có thể sâu hơn 12 mét. Tuy nhiên, rùa đất cũng đang gặp rắc rối. Nó đang chịu sự suy giảm tới 80% trong 100 năm qua, và nếu loài rùa này biến mất, rắn indigo cũng sẽ biến mất theo. CJ, đi làm thôi. CJ, chú chó màu nâu này đã được đào tạo để nhận ra mùi của rắn indigo. Đó là cách để theo dõi con rắn và hiểu hơn về thói quen của nó. Gần như ngay lập tức, con chó dừng lại ở miệng của cái hang khổng lồ do rùa đào. Giỏi lắm, CJ. Giỏi lắm. Chúng tôi đặt một chiếc máy quay nhỏ ở phía cuối của đoạn hang dài, hy vọng sẽ bắt được cảnh con rắn indigo đang ngủ trong hang. Trong nỗ lực lần đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy một con rùa. Rắn indigo thường ở phía sau con rùa hoặc ở phần khác của hang, nhưng chúng tôi bỏ qua cái hang này. Ngay sau đó, CJ ngửi thấy một mùi hương nữa, và lần này chúng tôi bắt đầu quá trình khó khăn khi cố gắng đưa máy quay xuống hang rùa. Lần này nỗ lực đã được đền đáp. Rất khó nhìn, nhưng nhìn vào góc phải của màn hình, và ở đó một con rắn indigo, nó cuộn tròn và sẵn sàng cho giấc ngủ đông. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng đây là một phần của việc cứu vãn một loài động vật. Ai biết được liệu loài rắn indigo này có thể đang nắm giữ bí mật gì? Các nhà nghiên cứu về làn da lấp lánh của nó có thể mang đến công nghệ mới. Nó không bị tác động của nọc độc. Vậy đặc điểm đó liệu có thể được sử dụng trong y học hay không? Trong hành trình không ngừng nghỉ tìm kiếm các loại thuốc để điều trị những căn bệnh mới, chúng ta không biết rằng đâu đó trong số hàng nghìn thực vật và động vật có thể chữa khỏi bệnh. Từ một loài chim nhỏ ở Georgia đến những sinh vật kỳ lạ ở nơi xa xôi hơn, tất cả các loài đều có vai trò riêng. Theo lời của John Muir, khi một người kéo lấy một thứ đơn độc trong tự nhiên, anh ta sẽ thấy nó gắn liền với phần còn lại của thế giới.
Chúng ta đã học được rằng việc tập trung cứu vãn một loài động vật là chưa đủ. Chúng ta còn phải bảo vệ nơi nó sinh sống, bảo vệ nguồn thức ăn của nó và thậm chí cả những loài khác mà nó phụ thuộc vào. Tôi nghĩ không ai muốn chứng kiến một ngày khi tới sở thú Georgia chỉ để ngắm chất liệu ở bên ngoài các chuồng nuôi. Tôi là Sharon Collins. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.